Em vẽ bác Hồ. Em vẽ bác Hồ trên tờ giấy trắng. Em vẽ vầng trán, trán bác Hồ cao. Em vẽ tóc râu chỉ vờn nhẹ nhẹ. Em vẽ bác Bế, hai cháu trên tay, cháu Bắc bên này, cháu Nam bên ấy. Vẽ hết trang giấy toàn những thiếu nhi. Theo bước bác đi, khăn quàng đỏ thắm. Em vẽ chim trắng bay trên trời xanh. Em để dưới tranh đời đời ơn bác. Đường đời là một chiếc thang không có nấc chót. Học tập là một quyển vở không có trang cuối cùng. Đường đời là một chiếc thang không có nấc chót. Học tập là một quyển vở không có trang cuối cùng.